Vùng cảnh sát biển 4 đóng quân trên các vùng biển đảo có điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Các phương tiện tàu xuồng của đơn vị luôn phải hoạt động ở cường độ cao, dài ngày trên biển, nên công tác bảo đảm kỹ thuật gặp nhiều khó khăn. Cùng với sự quan tâm đầu tư của trên cùng với phát huy nội lực, ý thức trách nhiệm của bộ đội, vùng cảnh sát biển 4 luôn đảm bảo tốt hệ số kỹ thuật cho vũ khí trang bị, thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Năm 2018, trạm sửa chữa tổng hợp được đưa vào hoạt động là bước đột phá quan trọng trong công tác nâng cấp cơ sở kỹ thuật của vùng cảnh sát biển 4. Với đội ngũ lính thợ có trình độ, tay nghề cao và máy móc hiện đại, vùng đã tự sửa chữa, bảo dưỡng được hầu hết các hư hỏng của vũ khí, trang bị phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua cái khai thác sử dụng trang thiết bị trạm sửa ở đây thì thấy rằng là cái việc đầu tư các trang thiết bị cho trạm sửa thì đã được đầu tư một cách đúng hướng và đúng với cái sự phát triển của lực lượng cũng như là với cái khả năng bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật cho trang bị của đơn vị. Công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị được vùng cảnh sát biển 4 thực hiện có hiệu quả hơn kể từ khi phát động phong trào Ngày Kỹ thuật Thanh niên Tự quản. Sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo của lực lượng đoàn viên, thanh niên đã giúp nâng cao được khối lượng công việc trong ngày, giờ kỹ thuật, góp phần giảm thiểu hư hỏng, tăng tuổi thọ cho vũ khí, trang bị. Cùng qua đó giúp các đoàn viên thanh niên có thể trao đổi, học hỏi được lẫn nhau và thực hiện theo phương châm huấn luyện chéo, huấn luyện đổi nhiệm mà Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển đã đề ra. Trong điều kiện tàu xuồng hoạt động liên tục dài ngày trên biển, những sự cố hỏng hóc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và giải pháp khắc phục tại chỗ luôn là lựa chọn hàng đầu nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho công tác sửa chữa. Đó là lý do để Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập và phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của tổ sửa chữa cơ động và tổ tư vấn từ xa trong việc khắc phục, xử lý hư hỏng tại bến cũng như trên biển. Một lần chúng tôi thực hiện nhiệm vụ trực tuần tra kiểm tra kiểm soát khu vực đảo Thổ Chu, nhận được lệnh của sở chỉ huy nhanh chóng cơ động áp sát dẫn giải tàu vi phạm về đơn vị. Do khoảng cách xa, yêu cầu vận tốc lớn, nhưng khi đó thì tàu máy chính của tàu thì gặp sự cố. Nhờ sự giúp đỡ của tổ hướng dẫn sửa chữa thì tàu đã đảm bảo tốt về công tác kỹ thuật, đã nhanh chóng cơ động áp sát dẫn giải tàu vi phạm về đời đơn vị đúng theo kế hoạch, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác kỹ thuật của vùng cảnh sát biển 4 đã góp phần để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền biển đảo phía Tây Nam của Tổ quốc. Bên cạnh đó, tàu xuồng của vùng sẽ luôn có mặt kịp thời để hỗ trợ giúp đỡ ngư dân trong quá trình làm ăn trên biển.